1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 7 8 9 10. Xin chào toàn thể anh em và chào mừng em quay trở lại với Thế Nhau Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay một mẫu mic sự kiện và đặc biệt gia đình VIP thì các bác có thể tham khảo mẫu này, phiên bản nâng cấp của UX38 Plus thì đây là phiên bản mới hơn, cao cấp hơn là UX39 Plus. Và đặc biệt nhá, video này em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác cũng như là sẽ test cho em nghe thử chất âm và sẽ giảm giá ngay 5 bộ đầu tiên với một mức giá em cam kết giá tốt nhất thị trường để cho các bác mua về trải nghiệm những bộ mic không dây cao cấp đến thương hiệu Shure, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Mỹ. Và trước khi vào video, các bác chưa like video, đang theo dõi mà chưa like, rất là mong muốn các bác theo dõi, hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh cũng như là nhấn cái chuông màu đỏ để nhận ngay được thông báo khi bên em lên video anh em nhá. Và đây em xin giới thiệu chi tiết về mẫu mic Shure UX39 Plus này, rất nhiều điểm được nâng cấp lên và cải thiện về chất âm cũng như là sóng tránh con này rất là tốt cho các bác. Với thiết kế mặt trước anh em nhìn thấy rất là đẹp, mặt phay nhôm và hai bên sẽ là hai tấm meca để hiển thị kênh A và kênh B riêng biệt. Và đây sẽ một màn hình hiển thị các tần số này, CH là các cái tần số cũng như là các số kênh và volume của từng kênh luôn, rất là cao cấp luôn. Và đây là cái volume anh em chỉnh tăng giảm volume, cũng như là đây sẽ là set tần số sạch bằng cách là set tự động hoặc set bằng tay. Đấy, rất là cao cấp luôn cho các bác. Và hai bên sẽ là hai quai sách, anh em đi đâu sách rất là tiện. Và có tai bắt vào tủ âm thanh cho các bác là làm sâu sự kiện bắt trực tiếp vào tủ âm thanh. Còn em dùng gia đình thì để lên kệ thì rất là đẹp. Một phiên bản mới như này thật sự anh em nó quá đẹp luôn ạ. Và đây mặt sau của nó nhá, giới thiệu cho các bác và anh em mặt sau của những đây. Mặt sau của nó thì các cái đường kết nối ra có hai đường ca lông kết nối chính, anh em kết nối ra bàn mixer khi các bác làm sự kiện. Còn em dùng vang và dùng gia đình thì kết nối qua jack 6 ly ở đây. Bên em sẽ tặng cho anh em jack 6 ly để anh em kết nối trực tiếp xuống vang hoặc là âm ly. Và có thể sử dụng 4 anten rời. Đây các bác có thể 4 anten và đảm bảo sóng sánh rất là xa, từ 70 đến 100 mét anh em làm sâu sự kiện rất là cao cấp luôn ạ. Sóng hay, sóng xa, tiếng hay, tiếng dày, bay tiếng thì anh em không chọn thì các anh em chọn con mic nào nữa ạ. Và đặc biệt 5 bộ đầu tiên sẽ giảm giá sốc cho các bác. Đấy, anh em theo dõi nhớ là phải hoan hỉ cho bên em Simonai nhá. Chưa like thì hoan hỉ cho bên em Simonai một đăng ký kênh nhá. Đấy, tiếp tục em sẽ đi vào về nội thất của những bộ mic này để cho anh em xem nội thất quá khủng luôn. Đây phiên bản nâng cấp thì các bác có thể lấy là sẽ là nội thất thì cả một dây vỉ mạch rất là lớn luôn. Và nổi bật sẽ là hai chiếc cái tụ xua này, USA này xử lý tín hiệu đầu vào cực kỳ tốt. Đấy, đây là hai tụ này sẽ xử lý điện vào, điện áp vào, và các cái IC này cộng thêm các cái tụ nhôm này xử lý tín hiệu vào cực kỳ hay luôn cho các bác. Đấy, đây là IC xử lý chung của hai kênh này và IC của từng kênh này. Đấy, và đây hoàn toàn là tụ nhôm cho anh em nhá, nên là xử lý tiếng cực kỳ là hay luôn. Và con này 4 hộp sóng riêng biệt, sóng rất là xa luôn cho các bác, 4 hộp sóng. Đây, nội thất màu vỉ tím, vỉ cao cấp nhất của những dòng mic không dây. Đấy các bác nhìn đấy, về kích thước em khẳng định em trên thị trường không có dòng mic nào với kích thước vỉ to như này, cũng như là nội thất quá khủng như này, toàn tụ nhôm. Đấy, IC tụ nhôm. Đấy, tụ này xử lý điện thì thật sự anh em nó quá là khủng luôn ạ. Và đây là hàng mới nguyên hộp, anh em có thể thấy ở đây sẽ đựng trong hộp như này, sẽ bao gồm là hai tay mic này, đầu thu nguồn chống lăn jack 6 ly, bên em sẽ tặng miễn phí cho em đầy đủ, có cả anten, 4 anten cho các bác. Và để đây em sẽ giới thiệu cho em về tay mic nhá. Đây. Đây các bác, em sẽ giới thiệu chi tiết về tay mic của mic Shure UX39 này. Và tất cả phiên bản này sẽ là phiên bản tay là tay Elok, rất là cao cấp luôn. Đây, Shure nha, tem của Shure này. Đấy, UX39 Plus này. Đấy, rất là cao cấp luôn, Shure. Và khi mà em đã tháo tay ra thì các bác có gì đây, các bác có thể thấy này. Tháo tay ra thì dòng này dòng đuôi chuột, anh em có nhìn thấy dòng đuôi chuột này. Vỉ là vỉ tím. Đấy, vỉ tím cực kỳ cao cấp luôn ạ. Đấy, vặn rất nhẹ nhàng. Và con này sử dụng côn neo, và côn này côn chính hãng của Shure, anh em nhìn đây, côn chính hãng của Shure. Côn neo này sẽ giúp cho các bác anh em là trải nghiệm chất âm được hay hơn, dày tiếng hơn và độ tiếng tốt hơn, cũng như là giảm rú rít, vì cấu tạo của côn neo nó sẽ khác côn từ, nó sẽ giảm rú rít trên cái côn này. Đấy, cực kỳ cao cấp luôn, một cái tai mic như này. Đấy, và em sẽ thử cho anh em nghe thử chất âm của nó, sau đó là sẽ báo giá cho các bác, ok chưa ạ? Đấy, anh em theo dõi nhớ là cho bên em xin một like nhá, một like và một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bác anh em rất là nhiều ạ.
Đấy, khi bật lên thì anh em thấy nhá, nó sẽ báo tín hiệu RF là tín hiệu sóng và AF sẽ là tín hiệu tiếng, độ hút tiếng rất là tốt, báo pin trên đầu thu, tay mic đầy đủ và tín hiệu sẽ nháy ở đây. Mùa xuân mưa lên, hoa về trên những bàn cây, bay ta chỉ mây mây. Các bác nghe thấy không ạ? Trải nghiệm chất âm mang lại cực kỳ là tốt nhá. Độ hút tiếng tốt này, tiếng dày, bay tiếng và sóng xa. Cho các bác làm show sự kiện giạp cưới, hoặc là anh em dùng một bộ mic gia đình, cần một bộ mic VIP dùng lâu dài thì anh em có thể nghiên cứu dòng Shure UX39 này, phiên bản nâng cấp này. Và đặc biệt nhá, trong video này em sẽ tặng cho anh em một bộ pin sạc đến từ Double Pow. Đấy, một bộ pin sạc đây bao gồm một đốc sạc và có 4 quả pin để cho các bác về nhà bác sử dụng. Đấy nhá, một bộ pin sạc bao gồm một đốc sạc và có 4 quả pin như thế này. Dung lượng là 1200 mAh. Các bác về sạc đi sạc lại được nhiều lần và cũng như là dùng được lâu hơn. Đấy, tặng miễn phí cho anh em và giảm giá 5 bộ đầu tiên cho các bác nào nhanh tay. Đấy, nhanh tay nhắn tin cho em. Chốt mic Shure UX39 nha anh em nhá. Chốt mic Shure UX39. Giá chỉ có, ngoài thị trường đang bán cho anh em dòng mic Shure này 2.7-2.8 triệu. Nhưng em với Thành Audio sẽ bán cho anh em ngày hôm nay 5 bộ đầu tiên 1.950.000. Và bao ship này, tặng thêm một bộ pin sạc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Và hàng này hàng mới nguyên hộp, bảo hành cho anh em 1 năm. Ok chưa? Bảo hành 1 năm này, trải nghiệm chất âm hay này, tiếng dày bay tiếng sóng xa. Và giá ngày hôm nay 5 bộ chỉ có 1.950.000. Thật sự anh em là giá quá là tốt. Anh em nhanh tay nhắn tin số em, chốt mic Shure UX39, hoặc là nhắn tin qua Zalo, chốt mic Shure UX39, giá rất là tốt. Các bác đang theo dõi nhá, thấy sản phẩm tốt này, giá tốt cho các bác thì rất là mong muốn anh em like video, đăng ký kênh và nhấn chuông nhá. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở các video tiếp theo từ Thế Nhau Đồ ạ. Xin cảm ơn anh em.